xua và sự đa năng trong công dụng. Đây là đối trọng của Samba ấy anh em. Một đôi giày đúng chuẩn Dali nó thường nhật và hoàn toàn phù hợp với một cái tủ đồ bền vững. Anh em có thể mang trong hầu hết mọi hoạt động luôn. Như các cái tổ hợp thoải mái để mà cà phê, cà pháo nè, tổ hợp du lịch, dạo phố hay là sự hơn một chút cho các cái buổi hẹn chẳng hạn, thậm chí là sang trọng cho các cái bữa tiệc luôn á anh em. Giá thành của các brand bự á, thì thường xung quanh 2M. Mình thì không có dám đề cập về chất lượng, nhưng ở Việt Nam anh em hoàn toàn có thể trải nghiệm kiểu giày này với cái mức giá nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vẫn đầy đủ và cấu tạo thành phần. Đường may rất chắc chắn, thì mỹ chất liệu da bò nguyên tấm bền bỉ dễ lau chùi có khâu đế và lót da êm mái bên trong luôn à đặc biệt là tỷ lệ được tinh chỉnh phù hợp với chân người việt đó anh em đây là sự thích ứng thị trường đến từ lucasu một brand vốn đã rất mạnh về các dòng giày da bùi bầm cổ điển hãng hơn bốn năm hoạt động rồi nên mình cũng khá yên tâm với chất lượng cảm nhận riêng của mình là giày ôm chân ngon lành dễ xỏ dễ tháo đệm chân cũng êm nữa đáp ứng được các tiêu chí về tính tiện lợi có phần dây nó hơi dài chút thì anh em đổi kiểu dây thành vầy cho nó gọn gàng ha cảm giác khi di chuyển thì phần đế dài có độ bám dính tốt nhờ chất liệu cao su và cách đúc tạo văn ở mặt đáy cũng khoa học. Điều này giúp các cái bước chân tự tin hơn, thoải mái hơn. So với các mức giá mà hãng thiết lập thì dài đem lại nhiều cái giá trị hơn là mình nghĩ. Hãng cũng bảo hành rất đầy đủ và chu đáo. Nên anh em nếu đang đúng nhu cầu thể tham khảo và an tâm trải nghiệm ha. Có gì chưa rõ cứ chia sẻ một bình luận giúp mình. Cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em luôn vui vẻ nha